Khi mà đạt đến được cái level đấy thì có nghĩa là gì? Bạn là một người nắm được một cái cảm xúc rất là tốt. Bạn có thể nắm được những cái tần số cảm xúc của những người xung quanh và bạn biết cách biến những cái tần số cảm xúc đấy tác động đến những người xung quanh để cho người ta cảm làm cho người ta happy. Yo, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, mình là Mike và mình đến từ A Chill Guys. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện về một cái từ, đó là từ vibe. Chắc hẳn là các bạn nghe cái từ này rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nào là summer vibe, nào là good vibe only. Cái từ này nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng mà có bao giờ các bạn nghĩ là cái ý nghĩa thật sự của cái từ này nó là như nào không? Thực tế thì vibe theo mình ấy thì nó xuất phát từ cái từ vibration, có nghĩa là độ rung, tần sóng rung. Để mà dịch ra tiếng Việt ấy thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Có thể các bạn có thể hiểu là nó như là từ cảm xúc này, từ môi trường này. Dịch theo nghĩa thô thì nó là độ rung đấy. Như mình đi thì mình hay gọi là cái từ tần số, tần sóng. Để mà nói về chuyên môn về từ điển ấy thì sẽ khó mà nói lắm, nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái từ vibe này, cái ý nghĩa của cái từ vibe này như nào, để cho các bạn, những bạn nào chưa biết thì có thể dễ hình dung. Ok, vậy sức ảnh hưởng của vibe là gì? Tại sao nó có thật sự là quan trọng hay không? Bây giờ mình sẽ nói về cái ý nghĩa thô trước nhá. Vibe mình tạm gọi nó là tần số đi, tần sóng đi. Tức là như này, bất kể mọi thứ trên cái vũ trụ này, cho dù nó là cành cây, cho dù nó là chiếc, nó là cái ghế, cây viết hay là một cuốn tập, thì tất cả nó đều có một cái tần sóng, tần số riêng của nó. Tức là bản thân nó sẽ phát ra một cái tần số, tần sóng tùy vào mức độ nặng hay là nhẹ mà thôi. Khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường tốt, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn rất là nhiều. Ngược lại, khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường mà nó xấu ấy, thì tất nhiên con người chúng ta cũng sẽ xấu đi một cách gọi là tự nhiên. Đấy chính là do cái sức ảnh hưởng của môi trường, cái vibe của cái môi trường đấy nó đem lại cho chúng ta. Và bản thân chúng ta, mỗi một người chúng ta cũng sẽ có một cái vibe riêng của mình. Chúng ta cũng sẽ phát ra những cái tần số, những cái cảm xúc riêng của mình. Và nghiễm nhiên khi mà chúng ta tiếp xúc với cả một cái người mà có cái vibe tốt ấy, thì cái sức ảnh hưởng của họ đem đến cho chúng ta ấy là hoàn toàn có thật. Và khi mà chúng ta tiếp xúc với cả một cái người mà có cái vibe nó không được tốt ấy, thì bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Tất nhiên là tùy tùy thuộc vào từng trường hợp một. Nếu mà trong trường hợp cái vibe của cái người kia, cái người mà tiếp xúc với mình ấy, nó mạnh hơn mình, thì khả năng mình bị nhiễm là rất là cao. Nhưng mà ngược lại, khi mà cái vibe của mình ấy nó lại mạnh hơn cái vibe của đối phương ấy, thì có thể là chúng ta sẽ lại đảo chiều, chúng ta sẽ lại đem những cái tích cực đến cho cái người đối phương, chứ không phải là cái người đối phương đem đến những cái tiêu cực cho chúng ta. Mình chỉ muốn nói là cái sức ảnh hưởng của cái vibe này nó xảy ra hàng ngày, mà thậm chí nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ khó có thể nhận biết được. Tất nhiên cái này nó cũng sẽ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi, những cái mà góc nhìn cuộc sống, góc nhìn xã hội mà mình chứng kiến, mình trải nghiệm và mình tự đúc kết lại. Mình đang nói ví dụ đi, nếu mà từ bé đến lớn chúng ta được sống trong một cái môi trường về âm nhạc, ví dụ như bố mẹ chúng ta là nhạc sĩ, là ca sĩ đi, thì bản thân chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái vibe của họ. Và cái vibe về nghệ thuật, về nghệ sĩ nó sẽ lan tỏa từ người cha, người mẹ truyền xuống cho người con chúng ta. Nên là khi mà chúng ta lớn lên ấy thì trong người chúng ta cũng sẽ có một cái vibe của một cái người nghệ sĩ. Đấy là sự ảnh hưởng qua năm tháng trong gia đình nhá. Thế thì còn trong trường lớp thì sao? Nếu mà chúng ta học trong một lớp đi, chúng ta tiếp xúc nhiều với cả những cái bạn mà chăm học, học giỏi đi chẳng hạn. Cái vibe của những cái người đấy truyền lại cho chúng ta ấy, thì chúng ta cũng sẽ là một cái người rất là chịu khó học hành. Đúng không ạ? Các bạn thử để ý mà xem. Còn ngược lại, nếu mà trong lớp chúng ta chơi với cả những cái bạn mà hay chơi game, đàn đúm với nhau đi. Thực ra mình là một người như thế này. Ngày trước mình học cấp 2, cấp 3 ấy, thì mình nằm trong cái top mà chơi bời nhiều hơn. Những cái vibe của những cái người ham chơi như thế ấy, nó sẽ lan tỏa. Và đấy là lý do vì sao mà những cái người mà cùng một vibe ấy, thì sẽ chơi chung với nhau. Cái từ vibe này nó ý nghĩa nó quá lớn.
Như lúc ấy mình có chia sẻ là mỗi một người chúng ta sẽ có một cái vai riêng đúng không? Nhưng mà vấn đề là có những người thậm chí chúng ta còn không biết cái vai của chúng ta là gì. Thế thì phải làm sao? Làm sao chúng ta có thể nhận biết được cái vai của mình? Cái này anh em chúng ta phải tự thẳng thắn với nhau, thẳng thắn với chính mình ấy, là chúng ta nhìn nhận lại con người mình, xem con người chúng ta đang phát triển đến giai đoạn nào, những cái sở thích xung quanh chúng ta nó đang là gì, những cái mối quan hệ của chúng ta nó có thật sự là ok hay không, rồi công việc các thứ của chúng ta, anh em mình chúng ta hãy tổng kết lại một lần và chúng ta hãy tự đánh giá xem liệu với những cái thứ, những cái vai đang tiếp xúc với chúng ta hàng ngày như thế thì liệu nó đã tốt hay chưa và chúng ta có cần phải cải thiện không, chúng ta có cần tiếp xúc với cả những cái vai khác để chúng ta tiếp thu cho mình những cái vai tốt hơn và để update con người chúng ta. Cái từ vai thì được dùng rất là nhiều trong hip hop hoặc là trong âm nhạc. Chúng ta hay có cái từ là good vibe only chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như những cái lễ hội âm nhạc tổ chức vào mùa hè, chúng ta hay dùng từ summer vibes. Thì thực ra ấy, âm nhạc là cái mà giúp chúng ta nhận ra cái vai một cách dễ nhất. Ví dụ đi, một cái người mà nghe nhạc hip hop đi, như mình chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái vai của hip hop. Cái vai của hip hop này nó sẽ xuất phát từ bên trong con người. Tất nhiên là không phải là nghiễm nhiên là mình như này, mà mình đã phải trải qua một quá trình, mình tiếp xúc với quá nhiều với những cái tần sóng, những cái vibes của hip hop, và nó tạo nên một con người mình ngày hôm nay. Từ những cái nhạc mình nghe, từ những cái style quần áo mà mình mặc, thì nó sẽ tự tạo ra một cái vibe cho bản thân mình. Cái vibe nó khác style nha các bạn. Không phải những cái người nào mà cố bận đồ theo một cái style gọi là hip hop ấy mà bản chất người đấy lại là hip hop không? Mình rất thích một cái câu của You Know Big Boy trong chương trình Rap Việt ấy. Thì anh ấy có nói là gì? Em muốn chứng minh cho mọi người thấy là không phải cứ mặc đồ hip hop thì là hip hop, mà cái hip hop ấy là nó nằm trong chính bản thân. Thì đấy chính là cái vibe. Và đấy là lý do vì sao mình nói cái vibe nó ý nghĩa của nó rất là lớn. Nó khác cái từ style, phong cách rất là nhiều. Để nói về một cái vibe khác đi, vibe Vina Hau chẳng hạn. Các bạn để ý mà xem. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng nhá, một cái con người mà vibe hip hop ấy với cả một cái người vibe Vina Hau ấy, nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Nó khác nhau từ đầu tiên là về âm nhạc rồi, chắc chắn. Và từ cái âm nhạc đấy, nó thay đổi về cái style ăn mặc, đúng không ạ? Và từ cái style ăn mặc đấy thì nó lại bắt đầu thay đổi về cái cử chỉ và điệu bộ, đúng không? Và từ cái cử chỉ điệu bộ đấy thì nó sẽ đi bắt sóng với những cái người có cùng cái vibe thích hợp với mình. Một cái người hip hop sẽ tìm chơi với cả những cái người cũng yêu hip hop như mình. Một cái người thích Vina House, thích cái phong cách local thì cũng sẽ đi tìm những cái đội mà có chung style với mình. Tại vì tại sao khi mà những cái người cùng vai với nhau ấy, họ nói chuyện với nhau ấy, họ cực kỳ thoải mái và họ bắt sóng nhau cực kỳ nhanh luôn. Và đấy là lý do mà họ chơi thân và chơi lâu với nhau, hay đi với nhau là vì thế. Đôi khi mình quý bạn này vì một cái tính nết như thế, nhưng mà bản thân đối phương ấy, người ta lại cảm giác như là cái vai của mình ấy nó không phù hợp với người ta. Chỉ đơn giản là người ta cảm thấy không thoải mái khi đi với mình thôi. Thì đấy là lý do mà người ta tìm những cái người mà cùng vai hơn. Và tất nhiên trong tình yêu cũng là như thế. Khi mà chúng ta dành rất nhiều thời gian tâm huyết để chúng ta theo đuổi với cả một bạn nữ, nhưng mà đổi lại thì gì? Bạn nữ đấy từ chối chúng ta. Thì các bạn đừng buồn. Câu chuyện ở đây không phải là do các bạn tệ, rồi các bạn loser, các bạn thất bại, các bạn không thể chinh phục theo đuổi cô ấy. Câu chuyện nó chỉ đơn giản ở chỗ gì? Hai người có hai cái vai khác nhau. Và cái bạn nữ đấy cảm thấy cái vai của mình nó không phù hợp để trở thành người yêu, thì bạn nữ đấy từ chối thôi. Nên là các bạn đừng có buồn. Và chính những như thế thì các bạn sẽ có một cái cơ hội để tìm được một cái người bạn nữ có cái vibe phù hợp với bạn hơn ở team mình đi. Và mình nghĩ là các bạn cũng sẽ nên thử nhìn nhận lại mình, xem mình đang ở là cái vibe nào. Vibe ở đây không nhất thiết là cứ phải là quy ra là âm nhạc như là hip hop hay Vina House nhé. Cái vibe nó rất là rộng các bạn ạ. Ví dụ như một nhân viên văn phòng, họ cũng sẽ có cái vibe của một nhân viên văn phòng.
tức là một cái kiểu, mình hay gọi là một cái kiểu ấy, của một nhân viên văn phòng. Đấy, họ có cái vai riêng của họ. Một người mà ưa du lịch mạo hiểm đi ạ, họ cũng sẽ có cái vai riêng của họ. Cái vai đấy nó sẽ tự toát ra trong con người họ, từ những cái nhạc mà họ nghe, từ những cái bộ trang phục mà họ bận, hoặc là thậm chí là những cái xe máy mà họ đi thôi, nó cũng sẽ tự toát ra cái vai của họ. Hoặc là một cái người mà doanh nhân đi, một doanh nhân thành đạt đi, họ cũng sẽ có cái vai riêng của họ. Các bạn thử để ý mà xem, những cái người doanh nhân thành đạt ấy, họ đều có chung một cái vai, một cái style riêng. Từ cái gu mà chọn xe hơi ra làm sao, gu chọn đồ hiệu như nào, rồi gu ăn uống ở những cái nhà hàng như nào, thì họ có một cái vai riêng của họ. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Chả lẽ chúng ta cứ phải đi tìm những cái người mà cùng cái vai để chúng ta đi chơi? Câu đấy không hoàn toàn đúng lắm. Như lúc anh mình nói ấy, nó chỉ những người mà cùng vai với nhau ấy, nó chỉ gọi là dễ chơi với nhau hơn thôi. Chúng ta dễ gắn kết, dễ tiếp xúc, tức là cái thời gian nó được rút ngắn lại nhanh hơn, tại vì chúng ta có một cái điểm chung. Mình nói đơn giản này thôi. Ngày trước thì mình có chơi những cái xe hơi, xe mô hình ấy, xe giống như mình sưu tập những cái đồ mô hình nhỏ nhỏ này. Thì khi mà mình gặp một cái người bạn đồng nghiệp mới làm trong công ty, thì vô tình mình thấy anh ta cũng sưu tập những cái xe đấy, thì ngay lập tức mình với cả bạn ấy có ngay một cái điểm chung, và ngay từ lần đầu gặp gỡ thì hai người đã nói chuyện với nhau rất là thân, tại vì họ hiểu được cái vai của mình và mình cũng đã hiểu được cái vai của họ khi mà người Nga cũng chơi những cái đồ giống như mình. Thì đấy, nó chỉ giúp cho chúng ta có một cái đường tắt để mà chúng ta liên kết với nhau nhanh hơn thôi. Còn về bản chất ấy, một mối quan hệ mà chơi với nhau có lâu hay không ấy, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vậy những cái người mà khác vai nhau có chơi được với nhau không? Hoàn toàn chơi được một cách bình thường. Có thể nó sẽ hơi khó một chút trong cái thời gian đầu, khi mà hai cái nền văn hóa, hai cái vai nó bị lệch nhau thì chả. Mình thì thích nghe nhạc US, UK, mình rất thích nghe nhạc Việt. Nhưng mà mình có một người bạn thân, anh này chỉ thích nghe V-pop thôi, và thích nghe những nhạc ballad buồn. Nhưng mà bọn mình chơi với nhau tính đến nay là 12 năm rồi, không có vấn đề gì cả. Ý mình là gì? Cái vibes ấy, nó là cái tần sóng ban đầu thôi. Để khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau ấy, chúng ta phát ra cái tần sóng đấy, thì nó giống như kiểu là nó có thể tạo ra những cái khoảng đường tắt để chúng ta kết nối với nhau nhanh hơn. Và tất nhiên là trong tình yêu cũng thế. Nếu mà chúng ta gặp được một cái người bạn gái ấy, cùng với cả cái vibe của mình ấy, thì các bạn sẽ có thể nói chuyện, nhắn tin, chat chít thâu đêm suốt sáng mà không bao giờ hết chuyện cả. Và đến một cái level cao hơn nữa, khi mà chúng ta đã quá hiểu rõ về cái vai rồi, chúng ta có thể nắm được, chúng ta nhìn một phát là chúng ta biết được là anh bạn này thuộc cái vai này đây, cô này thuộc cái vai này, công ty này nó thuộc cái vai này, rồi cái resort này nó thuộc cái vai này, cái nhà hàng này nó theo cái vai này. Tức là giống như kiểu các bạn có thể nhận định được là cái tần sóng, tần số của cái thứ mà mình đang nghĩ đến ấy, cái thứ mà mình đang nhìn thấy ấy. Tức là các bạn bắt đầu có thể nhận định đấy, thì lúc đấy thì cái skill về nhận biết của các bạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và sau khi qua được cái bước nhận định như thế ấy, thì chúng ta sẽ nâng cấp đến một cái bước cao hơn, đó chính là chúng ta tạo ra vibe. Làm thế nào để tạo ra vibe? Quay trở lại đầu video, vibe có nghĩa là môi trường, có nghĩa là tần sóng, có nghĩa là cảm xúc. Vậy để mà tạo ra được một cái vai như thế thì bản thân chúng ta phải là người có thể hình dung ra được là lúc mà chúng ta tạo ra như thế thì cái cảm giác đấy nó như thế nào. Đoạn này nó sẽ hơi trừu tượng một chút. Mình sẽ lấy một cái ví dụ như này. Bạn muốn tạo ra một cái bữa tiệc retro vào thập niên 90. Tức là chúng ta mới nghĩ trong đầu thôi, chúng ta chưa làm bao giờ. Thì bây giờ chúng ta cần làm là gì? Chúng ta sẽ phải đi thu thập thông tin của những cái bữa tiệc retro năm 90 như thế. Chúng ta đã phải thu thập thông tin. Đầu tiên sẽ là cái list nhạc của cái năm đấy, những bài nào mà ok, những bài nào mà catchy, bài nào mà nhiều người nghe nhiều nhất. Rồi cái theme, cái chủ đề của cái bữa tiệc retro năm 90, thập niên 90 đấy, nó sẽ là như nào. Có thể là sàn nhà caro trắng đen, phải có cái quả cầu disco, rồi có những cái đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta sẽ phải đi thu thập, rồi chúng ta bắt đầu hình dung trong đầu xem còn thiếu cái gì hay không. Thế thì khách mời để mà đến cái bữa tiệc retro thập niên 90 đấy một cách trọn vẹn nhất
thì cái trang phục của khách mời nó là một phần rất là quan trọng. Thì chúng ta bắt đầu viết ra một cái dress code cho mọi người, là yêu cầu mọi người sẽ phải ăn mặc thật là retro. Và để có một cái bữa tiệc retro hoàn hảo như thế thì tất cả mọi người sẽ cùng phải ra cái dance floor, cái sàn nhảy, và tất cả cùng nhảy cùng nhau trên cái nền nhạc disco. Thế thì bây giờ bạn phải là cái người mà khuấy động tất cả mọi người xung quanh, phải là một cái người leader, tạo ra cái vibe đấy để cho mọi người có thể trải nghiệm được là cái vibe của một cái bữa tiệc thập niên 90 là như thế nào. Thì cái việc mà tạo ra vibe ấy, nó sẽ là một cái bước khó hơn một chút. Khi mà đạt đến được cái level đấy thì có nghĩa là gì? Bạn là một người nắm được một cái cảm xúc rất là tốt. Bạn có thể nắm được những cái tần số cảm xúc của những người xung quanh, và bạn biết cách biến những cái tần số cảm xúc đấy tác động đến những người xung quanh để cho người ta làm cho người ta happy. Vâng, và vừa rồi thì mình đã chia sẻ ra cái quan điểm, cái góc nhìn của mình về cái từ vibe, và ý nghĩa của từ ấy thực sự nó rất lớn. Có thể sau cái video này bạn cũng sẽ chưa hình dung ra lắm đâu, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ bắt đầu đi. Chúng ta hãy quan sát nhiều hơn, chúng ta hãy cảm nhận nhiều hơn, và chúng ta hãy nhận định xem những thứ xung quanh chúng ta hiện tại nó đang là cái vibe gì, và các bạn hãy thử viết ra xem có đúng hay không. Ok, và video ngày hôm nay thì đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.